Rồi, hello, chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay tiếp tục một video chia sẻ thì trên thị trường nó có những cái thông tin cập nhật để mình theo sát cái thị trường ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay nó có thông tin về ngày thứ năm vừa đầu theo giờ Việt Nam, thì đó là cái việc lạm phát vào tháng 10 của Mỹ được công bố. Đó là chỉ số CPI, chỉ số lạm phát là giảm xuống còn 7,7% so với cái dự kiến là dự tính là 8%, và so với trước đây là tháng trước là 8,2%, thì cũng là một mức giảm mà khá là tương đối tốt, thấp hơn dự kiến. Mà cho nên vì những cái dữ liệu này nó quan trọng cho với đối với nền kinh tế không chỉ việc của Mỹ đâu, mà riêng với cả thế giới, hay là tính ngay tại Việt Nam mình, và cũng ảnh hưởng tới ngay cái túi tiền của mình đó. Thì không biết là khi mà dựa vào những cái cơ sở cục dự trữ liên bang Mỹ, nhờ đó mới có thể sẽ là giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian sắp tới, vì nền kinh tế thì đã bắt đầu ngắm vào những cái đợt năng mạnh từ đầu năm đến nay rồi. Thì khi mà những cái tín hiệu này nó được công bố thì mình là những nhà đầu tư, hay là nhà tiêu dùng, hay là những nhà doanh nghiệp, mình đều quan tâm tới những cái chỉ số lạm phát này. Đây là một trong những cái thông tin về cái số liệu thống kê về tài chính, mà giới tài chính người ta rất là quan tâm. Thì những chỉ số này là những chỉ số mà căn bản để mình dựa vào đó để mình hoạch định chính sách của mình rất là nhiều. Có thể những nhà đầu tư, hay nhà doanh nghiệp, hay những nhà tiêu dùng, người ta không quan tâm nhiều, hay là không có thời gian vì việc đi kiếm tiền, người ta không có để ý tới thị trường ở Mỹ. Nhưng mà đối với những nhà đầu tư tài chính, hay là nhà đầu tư cá nhân lâu năm, người ta đều rất là quan tâm, theo dõi sát sao từng cái chỉ báo, từng cái chỉ số, để mình cập nhật ít nhiều mình có được những thông tin, hoặc là có thể mình cập nhật cái kiến thức. Thì rất là nhiều người sẽ quay cái, hay là sẽ bỏ cái này, nhưng mà người nào người ta quan tâm thì mình sẽ đỡ hơn rất là nhiều so với những người khác. Thì để mình theo sát được cái thị trường ngày hôm nay á, một tín hiệu thì ngày hôm nay được dự báo là nó hết sức khó khăn. Thì khi mà lĩ số lạm phát trong thời gian vừa qua cũng tăng lên mức rất là cao rồi, thì cái việc mà tăng lãi suất của Fed á, mà đã góp phần đẩy cái lạm phát nó xuống lại theo đúng cái mục tiêu mà về lại là mục tiêu 2% mà trước đây Fed đã hướng đến. Khi mà cái tình hình mà trước đây nó việc mà lạm phát nó chưa xảy đến, thì Fed đã đánh giá nó đôi khi có những cái sai lầm mà mình hay là có chủ mục đích, cố ý, hay chủ đích của nhà hành chính sách ở nhà nhà mà mình nói là nhà cái, người ta có những cái như cái bí mật phía sau mình không có biết được. Nhưng mà đó là nhà đầu tư, mình không thể nào mà tin hết được những cái gì mà người ta nói. Khi mà những chỉ số được công bố ra, những con số thực tế, là mình là có thể là mình kiểm chứng, hay là mình nhìn thấy được, mình phán đoán được. Nhưng mà những cái chính sách thì sắp tới thật ra mình không có biết. Khi mà thời gian vừa qua Fed đã tăng lãi suất, thì một phần nào đó cũng giảm được cái lạm phát này, là một trong những tín hiệu mà đáng mừng. Khi mà lạm phát nó được giảm, thì có thể việc tăng giảm lãi suất của Fed trong thời gian có thể tháng 12 tới hoặc qua năm sau có thể là việc cân nhắc mà cắt giảm sản lượng hơn. Thì điều đó đồng nghĩa là việc như thế nào, là khi mà việc Fed giảm lãi suất thì có nhà nước mình cũng sẽ giảm lãi suất theo, để tránh đi cái việc mà lạm phát hay về mất giá tiền tệ, đồng đô tệ của mình đó. Thì mọi người thấy thời gian vừa qua khi mà cái nhà chính sách của Fed nó tăng lên lãi suất, thì Việt Nam mình lồng lọt cũng phải tăng lên, vừa tăng lãi suất mà vừa tăng vừa bán đô la ra để giữ được cái đó đồng nội tệ của mình ha. Mà cũng việc như việc giảm mà cung cầu, việc cân bằng cái nguồn cung cầu, thì khi mà chính sách mà tăng lãi suất quá nhiều thì sẽ đẩy cái nền kinh tế vào suy thoái kinh tế, thì lúc đó sẽ gây ra những cái tình trạng hàng loạt các công ty bị sa thải nhân viên, các chi phí bị đội lên quá cao, thì sẽ gây một cái hệ thống dây chuyền domino đó, nó kéo dài hơn rất là nhiều. Thì mà có tín hiệu phép lãi suất thì tăng giảm lãi suất á, thì nó sẽ tốt hơn là việc tăng lãi suất. Khi mà nền kinh tế được bơm tiền ra thì mọi thứ nó đều dễ dàng hơn. Nhưng mà cái vòng quay luẩn quẩn này nó lặp đi lặp lại trong cái chu kỳ kinh tế trước đây đã xảy ra rồi, về thời gian này, thời gian sắp tới sẽ còn xảy ra nữa. Thì mình là những nhà đầu tư, hay là mình những nhà kinh doanh, những nhà doanh nghiệp, thì mình phải quan tâm ít nhiều những cái thông tin cái cơ bản nhất, vì nói sâu hơn vấn đề về kiến thức tài chính, hay là những cái thông tin mà các anh chị nhiều người ta quan tâm thì nó không thấy được đâu. Nó có còn những cái mà số liệu về lịch sử, hay là những cái biến động trong tương lai thì mình cũng không dự đoán được. Mình chỉ dựa vào những con số thống kê hay là một số trước đây để mình một phần nào đó mình biết được những cái cơ bản nhất trên cái thị trường này thôi.
để mình dự đoán ha, ít nhiều mình trông qua được cái những cái thời khắc nó khó khăn này. Còn ở tương lai hay là cái nền kinh tế của mình hay như thế nào thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa. Tất nhiên ở trong cái lĩnh vực mà góc độ nhỏ như thế này thì Tăng không có chia sẻ được, chỉ mình chỉ phần phần nào đó mình cập nhật cái lý thuyết, hay là cập nhật cái kiến thức, hay là những cái thông tin mà nó số liệu nó thực tế rồi thống kê thôi. Thì từ từ rồi mình còn đọc hay mình nghiên cứu sâu, hay mình có những cái dữ liệu hay những cái số liệu sách vở cũ, hay là những cái mà chia sẻ với người khác chúng ta cũng có, thì mọi người có thể thêm mà tham khảo nhiều hơn vì mẫu thông tin hay là những cá nhân gì nhận là đây là những cái tín hiệu cá nhân riêng thôi, không phải của bất kỳ ai có thể nói đúng hay là chính xác hay là có hiểu được hết cái thị trường nữa đó. Thì những cái mình phải tự mình rồi cho ra những cái góc nhìn hay những cái số liệu hay những cái tự phân đoán hay là những cái học hỏi hay là những cái mà mình tìm tòi mình hiểu mình biết được ha, hay là mình có những cái gì mà mình thấy mình hay mình chia sẻ với mọi người thôi, nhưng mình không quan tâm tới nhiều tới những cái gì mà nó xảy ra bên ngoài nhiều lắm, vì nó ảnh hưởng cái túi tiền của mình thì mình phải quan tâm và biết được một phần nào đó. Thì trong cái thị trường ngày hôm nay thì những cái thông tin này mọi người theo dõi thì có những cái thông tin tích cực cũng như có thông tin cái tiêu cực. Thì trong ngắn hạn dài hạn thì việc mà lạm phát nó giảm là những cái thông tin tích cực rồi, thì đồng nghĩa với việc Fed có thể là trong thời gian tới sẽ giảm lãi suất ha, đặc biệt là trong tháng 12 này cái việc tăng lãi suất lên 0,5%, thì đây là những cái mà nó có cơ sở để mà nó giảm. Thì đâu có phải riêng mình mà các nhà hành động chính sách là những nhà đầu tư người ta đánh cược với dòng tiền của mình, người ta dự đoán ha. Còn mình là một phần nào đó mình cái góc độ nhỏ hơn thì mình cũng lường trước biết trước được ha, việc tăng lãi suất là việc tác động xấu đến nền kinh tế, sẽ đẩy vào nền cái suy thế kinh tế vào cũng suy thoái, thì đẩy các doanh nghiệp sẽ vào chi phí nó cao hơn, thì việc làm nó đôi khi nó đồng nghĩa nó sẽ giảm, thì đó là những tín hiệu xấu, thì cái nguồn cung cầu hay là cái nguồn cung sẽ bị thiếu hụt, thì đó là gây nên những cái vấn đề mà có thể hệ lụy về lâu dài ha. Cái việc mà tăng rồi giảm và bơm tiền nó kéo dài nó liên tục, thì cái quá trình về nợ công hay là cung cấp nước thì có thể sẽ bơm lên tới một giai đoạn nào đó sẽ cần một cái sự điều chỉnh, là một cái mà để giải quyết hết tất cả. Thì có thể là những cái biến động mà nó xấu, hoặc là những cái mình không biết trước được, như cái chiến tranh Ukraine và Nga, đây là những cái biến cố mà mình đâu có đoán trước được đâu ha, trong thời kỳ đại mới này, hoặc là sắp tới nó còn những cái cuộc chiến gì nữa, hay là cuộc chiến tiền tệ của các nước, hay là những cuộc chiến tranh, hay là những cuộc về hay là xa hơn về những cái khí hậu thiên nhiên ha, những cái tác động mà làm cái quá trình lạm phát hay là những cái biến động của thị trường mà thay đổi chính sách của Fed hay là của các nhà nước khác thì mình đâu có biết ha. Nhưng mà mình cũng muốn phòng ngừa nào đó trong cái sự chuẩn bị nó đỡ một phần rủi ro, thì rõ ràng sẽ tốt hơn rất nhiều là mình không có chuẩn bị, thì đâu đó mình cũng sẽ cầu được những cái gì tài sản mà mình tích lũy sẽ cầu là tốt hơn ha. Đâu tới đây là một trong những cái thông tin mà mình chia sẻ cho mọi người nó cập nhật thị trường thôi. Thì việc phép tăng lãi suất hay là những cái CPI thì những cái tín hiệu này thì rõ ràng nó tốt hơn rất nhiều rồi ha. Sắp tới thì những cái những gì đó thì lãi suất sẽ tăng lên đỉnh là 5% hơn nữa thì mình không biết, nên mọi người phải phải theo dõi và nắm bắt tình hình trong 6 tháng năm năm này thì mọi người biết được. Đây tới đây Tăng cũng chia sẻ video tới đây thôi ha, hẹn mọi người ở video tiếp theo, thì có những cái thông tin gì hay là những cái gì mà mình cập nhật mình biết được mình chia sẻ tới mọi người, thì cùng quan điểm là mình tiếp nhận, không có quan điểm thì mình có thể bỏ qua ha, chứ đâu mà ai mà biết hết được tất cả đâu, trên thế giới này ở đâu có ai giống mà tự tin ra là cái gì mà mình biết hết nè, ai cũng có cũng học thêm những học đi học lại của những kiến thức của thế giới mà, là mình cho ra những cái gì mà mình tưởng những người sáng tạo một phần rồi đó thôi. Còn thế giới này đôi khi có những cái mình đâu có biết được, mình được đâu ai cấm bổ ngực sơn tây mình nó biết rồi thôi. Tới đây Tăng xin dừng video tại đây nhé, hẹn mọi người video tiếp theo mà. Rồi anh Tăng chào tất cả mọi người nhé.